Vâng, và chào các bác quay trở lại kênh YouTube của Bờ Mario. Hôm nay trở lại kênh của em có về thêm một bộ dàn mini có tên là Kenwood K735. Đây là mẫu dàn mini mà có một cái thiết kế rất đẹp cũng như là những tính năng hay cho các bác, và em sẽ giới thiệu cho các bác mà trong những bộ dàn khác không có. Đó là gì? Trước khi vào phần giới thiệu, em sẽ giới thiệu cho các bác nó là về cái hình thức của sản phẩm trước cũng như là cái phụ kiện của nó. Thì xin lỗi các bác là hôm nay ở nhà hàng xóm em người ta có xây dựng một chút rồi, đó là trong khi quay video này thì có thể các bác sẽ nghe những tiếng khoan đục nó hơi ồn một chút, nhưng mà em không còn cách nào khác, bởi vì là nếu mà chờ người ta làm xong thì không biết bao giờ có thể quay được video cho các bác. Bởi vì bộ dàn này về thì có rất nhiều bác nhắn tin hỏi em muốn em review, muốn em làm video quay test cũng như là quay những cảnh cận cảnh cho cái mẫu sản phẩm này. Hôm nay về sẽ kèm một chiếc khiển riêng, như là các bác nhìn rõ không ạ? Đấy, máy camera nó sẽ lấy nét các bác xem này. Một chiếc khiển riêng của Kenwood K735. Kèm theo đó là gì? Một bộ dàn mini gồm hai loa và một âm ly receiver ở giữa. Có một cái hình thức em đánh giá nó khoảng tầm 98-99%. Riêng cặp loa các bác cũng có thể gọi là mới 100% cũng được. Nói chung là rất mới các bác nhá. Ngay bây giờ sẽ quay gần để các bác xem trước khi chúng ta quay vào những cái tính năng chi tiết. Đây. Thì bộ dàn mini sở hữu một cái cặp loa Buxell 2 đường tiếng. Và đây là cặp loa, hình như đây là lỗ gỗ thịt thì phải, nhưng mà rất nặng. Rất nặng các bác nhá, ở bên ngoài mặt trước là gỗ này, mặt kia cái phần này có lẽ là phần gỗ thịt này. Và được dán veneer màu, cái này gọi là màu giống như màu cherry các bạn, màu cherry đỏ xung quanh. Rất đẹp xung quanh, và chúng ta sẽ có một cái đường kính bát, cái này khoảng tầm 16 cm. Và phần gân bát thì dạng sợi carbon ấy. Các bác nhìn các sợi nó đan vào nhau, nhìn nó hơi giống như kiểu nó thêu vào nhau ấy. Đó thì rất là hay, đặc biệt là chỉ riêng một số bộ dàn của Kenwood có thôi. Chứ còn sợi carbon này, ít khi những bộ dàn dùng sợi carbon này. Đấy, rất là hay. Và đặc biệt là gì? Cái con này chép này, nó khoảng tầm 2 cm. Kích thước chiều cao của loa Buxell này khoảng đâu đó chỉ khoảng tầm 28-30 cm. Và chiều ngang khoảng 15 và sâu khoảng 20. Thì đây là một bộ dàn khá hợp cho các bác những căn phòng khoảng tầm dưới 20m² thì khá là ok. Và cái riêng cặp loa này sẽ có hộp cho các bác. Còn âm ly thớt thì không có hộp, nhưng cặp loa này sẽ có hộp, và gần như là hình thức nó khoảng đâu đó 99%. Có hai chăng một vài hạt bụi thôi, không có một vết xước, không có một vết cấn cạnh nào cả. Cái này cũng thế. Và tiếp đến chúng ta sẽ có những cái phần như là e-cang các bác đang để dưới đây. Cặp loa thì em sẽ quay các bác xem luôn cái cặp loa này, xem cái công suất là bao nhiêu watt nhá. Bởi vì em không nhớ chính xác. Cặp loa này chúng ta sẽ có công suất là 50W một loa và trở kháng là 6 ohm. Đấy, 50W một loa trở kháng là 6 ohm. Và lỗ thông hơi ở phía sau đây, phía sau thì trang bị cho chúng ta một cái rác bắp chuối mạ vàng như này. Đấy. Ok, và tiếp tục sẽ review cho các bác xem cái chất âm đến từ xin lỗi các bác, những cái chi tiết về bộ dàn này qua cái đầu âm ly ở giữa này. Hiện tại thì em phát cho các bác nghe nhạc qua đường USB PC. Đây là đường đầu giải mã, đường giải mã của thiết bị độc quyền của Kenwood, mà hầu hết trên những bộ dàn mini không có cái đường này. Đường này các bác có thể chơi từ máy tính sang, và âm thanh chơi nhạc DSD thì tuyệt vời, không có gì để chê cả. Đặc biệt là gì, chúng ta sẽ có một cái em. Đây các bác nhìn nhá. Ở mặt trên của nó thì có một cái không đế tản nhiệt lớn này, và cái phần thân máy nó không bị xước này, không bị cấn cạnh móp méo gì này. Ở mặt trước thì được bao bọc một cái lớp kim loại lớn phay nhôm như này, và có một cái màn hình hiển thị PC in đây. Chúng ta sẽ có những khả năng kết nối như sau. Các bác có thể chơi được CD, nhưng mà con này CD dạng đĩa nốt, các bác ấn vào sẽ tự nốt, rất là hay luôn. Đấy, chúng ta sẽ có thêm một số đường đầu vào như đường D audio in này, hoặc là ở đây có đường input này. Input thì các bác có thể chọn đầu vào này, như đường đây là máy tính này, chơi từ Smart TV xuống này, rồi chơi AVIC này, rồi cái đài này, đài con này thì không nhớ chính xác, USB này. Đấy, USB con này đọc nhạc chất lượng cao các bác nhé. Đấy, con này USB đọc nhạc chất lượng cao. Bây giờ em sẽ test các bác cả phần radio luôn. Radio thì em không nhớ chính xác có thể nghe được từ bao nhiêu. Con này chỉ tới 90 các bác, nó không được tới 108. Đó, thì đại khái là chúng ta sẽ có rất nhiều kết nối đầu vào. Đặc biệt là các bác lưu ý rằng cái đường nghe hay nhất ấy, ngoài từ trên TV hay CD xuống hay USB, thì các bác nên khai thác thêm cái đường PC in này. Đây chính là cái đường mà em đánh giá rất cao, và đặc biệt chúng ta sẽ không có những thiết bị khác là nó có đâu. Rất ít thiết bị có cái đường PC in này. Dàn mini ấy, nó giải mã từ trên máy tính sang, âm thanh em rất là hay, và đặc biệt là tiếng bass rất là thích luôn. Đấy, sẽ quay thêm mặt sau cho các bác xem luôn cái phần mặt sau của cái phần âm đầu âm ly này cho các bác tham khảo này.
chúng ta sẽ có gì? Có một cái dòng điện 100V nhá. Đây hàng xách tay Nhật mà, điện 100V. Có những kết nối như sau. Có hai cái đường dắt bắp chuối để các bác cắm dưới bắp chuối đây. Dắt bắp chuối này, dây này thì sẽ không theo bộ dàn các bác, dây này là em cắm thêm thôi. Các bác mà muốn mua thêm các bác có thể liên hệ để bác mua thêm dưới bắp chuối. Chúng ta có thêm một đường hai đường quang in này. Một đường quang in các bác có thể cắm từ tivi xuống, một đường quang in các bác có thể dùng để là cắm thêm một cái đầu Bluetooth, bởi con này không Bluetooth. Cắm thêm một cục thu Bluetooth dạng aptX 5.0 ấy thì là hay. Chúng ta có một đường line in, một đường line out, một đường sup out nữa. Đấy. Rất là hay, đường sup out này các bác có thể cắm cho loa sup và AM/FM và AM/FM. Hai cái này chúng ta sẽ không dùng đến bởi vì thực ra FM không nghe được đài Việt Nam. Đó. Ok, thì cái phần con này sản xuất năm 2015 các bác nhá. Ok, cái phần review của em thì xin phép dừng lại ở đây và bây giờ sẽ mời các bác cùng lắng nghe tiếp cái chất âm đến từ mẫu dàn Kenwood K735. Ông ơi, chuyển nhạc anh ơi. Chuyển YouTube. Bây giờ sẽ mời các bác lắng nghe tiếp cái năm anh Phương Anh ạ. Xin mời các bác lắng nghe tiếp một cái bài hát đến từ bộ dàn Kenwood K735. Thì em sẽ mở test cho các bác từ trên YouTube xuống cắm qua máy tính sang. Ở cái tách anh vừa mở sẵn đấy. Google Chrome. Thì mở cái Nam Anh Thùy Nga rồi. Sẽ mời các bác lắng nghe cái chất âm đến từ bộ dàn này qua một số thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình. Để vì rất nhiều bác thích nghe nhạc trữ tình thì ngay bây giờ sẽ mời các bác cùng lắng nghe. Thì sản phẩm này thì các bác muốn liên hệ mua hàng có thể liên hệ một số 0964801493 các bác nhé. Với hình thức rất đẹp như thế này và mức giá kèm khuyến zin cho các bác là giá 9 triệu. Các bác lưu ý giá 9 triệu cho các bác. Đây là một giá rất tốt ở thị trường, tôi đang bán bộ này đâu đó có giá khoảng tầm 10 triệu rưỡi đến 11 triệu. Nhạc quá vậy. Tùy em mới mời được Đan Nguyên hay là Như Quỳnh được hết. Đó thì bác nào muốn mua hàng có thể liên hệ sớm bởi vì chúng ta sẽ có những cái bộ dàn mẫu dàn mà chỉ về một bộ thôi. Do đó là hầu hết là em sẽ bán rất là nhanh cũng như là mức giá rất là tốt cho các bác. Ok, mời các bác lắng nghe nhạc.